sẽ ra sao nếu ngày mai mặt trời nổ tung? Mặt trời là một ngôi sao, và khi một ngôi sao nổ tung, người ta gọi đó là một vụ nổ siêu tân tinh. Vụ nổ này phóng ra một lượng vật chất và năng lượng khổng lồ mà theo một số nghiên cứu, để trái đất an toàn hoàn toàn với một vụ nổ như vậy, chúng ta cần cách nó ít nhất 50 đến 100 năm ánh sáng. Nhưng thật may mắn là, chỉ những ngôi sao có khối lượng gấp khoảng 8 đến 10 lần mặt trời mới có thể tạo ra vụ nổ siêu tân tinh khi chúng chết đi. Vậy giả định rằng nếu ngay trong ngày mai vụ nổ siêu tân tinh xảy ra với mặt trời thì viễn cảnh nào sẽ xảy đến với trái đất? Theo các chuyên gia, với khối lượng khá nhỏ của mình, vụ nổ của mặt trời vẫn không đủ mạnh để phá hủy hoàn toàn trái đất. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là trái đất sẽ an toàn. Thời điểm vụ nổ xảy ra, toàn bộ mặt hướng về phía mặt trời của trái đất sẽ ngay lập tức bị thiêu rụi. Mặt còn lại cũng sẽ không khá hơn vì nó sẽ vĩnh viễn chìm vào bóng đêm và cũng nhanh chóng bị nung nóng. Theo ước tính, sự kiện này có thể khiến nhiệt độ bề mặt trái đất đạt mức sắp xỉ 90.000 độ C, gấp 15 lần nhiệt độ bề mặt mặt trời. Nóng hơn ngưỡng nóng chảy của bất kỳ vật liệu nào được ghi nhận và dĩ nhiên vượt quá rất nhiều lần sức chịu đựng của con người và các loài sinh vật. Nhiệt lượng tỏa ra lớn đến nỗi, kể cả khi con người có đủ thời gian để di tản lên Diêm Vương Tinh, chúng ta cũng không thể thoát khỏi sức nóng khủng khiếp này. Sau khoảng một tuần không có mặt trời, nhiệt độ trái đất bắt đầu giảm sâu xuống khoảng âm 20 độ C và sau khoảng một năm, con số này sẽ là âm 73 độ, đủ lạnh để đóng băng toàn bộ nước trên trái đất. 1.000 năm sau sự kiện này, khí quyển trái đất sẽ hoàn toàn sụp đổ khiến mọi thứ còn tồn tại trên bề mặt trái đất lúc này phải đối mặt với bức xạ độc hại từ vũ trụ và các vụ tấn công không ngừng của thiên thạch. Thêm vào đó, ngay sau khi mặt trời nổ tung, trái đất và các hành tinh khác trong hệ mặt trời sẽ không còn bị níu giữ bởi lực hấp dẫn của mặt trời, khiến chúng bắt đầu trôi dạt trong không gian vô định. Nhưng cũng không ngoại trừ khả năng, hành tinh của chúng ta bị một ngôi sao nào đó tương tự như mặt trời bắt giữ lại, cung cấp trái đất các điều kiện cơ bản như một vị trí vàng, ánh sáng và lượng nhiệt hợp lý để duy trì sự sống. Nhưng loài người gần như là không thể đợi đến ngày đó, vì sự sống trên trái đất có lẽ đã biến mất hoàn toàn ngay sau khi mặt trời phát nổ.